Trước mắt các bạn, đây là gỗ hóa ngọc của núi lửa núi chữ A Thay. Đây em vừa mới đánh bóng xong và lên đế. Đấy, đế của Hương của rừng Tây Nguyên, Gia Lai. Đấy, làm cặp phu thê. Đấy. Bên này thì em đã đánh bóng nhá, đánh bóng tứ diện. Còn bên này thì đánh bóng nhưng mà để lại ra phía sau. Đó. Hàng thông đèn rất là mạnh. Hàng trưng bày siêu tầm mini thôi. Thông đèn cực mạnh luôn. Đấy. Thông đèn cực mạnh. Đó. Chị em nó quan tâm thì các bạn con số Zalo 0903 56 1015 đừng ngủ nhá. Ban đêm anh em cùng ngắm đá với mình. Chị em hợp nhãn quan tâm thì ebook mình đấy để sở hữu được một cặp phu thê đá bạch ngọc của núi lửa chưa thay đấy. Viên này thì rõ nét những tia vân sơ gỗ tự nhiên, hoàn toàn tự nhiên 100%, quá đẹp. Đế thì cụ Hương, đế nghệ thuật mùi nhá, đẹp luôn. Viên này mai em lên hơi muộn nên chị em thông cảm nhé. Quay vòng cho chị xem. Viên thông đèn rất là mạnh luôn. Em zoom gần cho chị xem. Anh chị nào sưu tầm trưng bày làm phong thủy thì quá ok. Đấy. Hàng địa bàn làm việc. Anh chị nhá. Bây giờ em sẽ quay tại đây, dừng clip tại đây thôi. Đấy, anh chị nào thấy hay thì cho Khương Thạch xin một like và một đăng ký kênh. Chào tất cả mọi người nhé.